Vâng, bước đầu tiên chúng ta muốn gửi email marketing thì bắt buộc chúng ta sẽ phải nhập dữ liệu. Vâng, nhập dữ liệu ở đây thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta đưa các danh sách email marketing vào. Ví dụ như là anh Phan Anh, đúng không ạ? Giới tính nam, email là phananhonline@gmail.com. Thì chúng ta sẽ có một danh sách như vậy, hai danh sách như vậy, 1.000 danh sách như vậy, 10.000 danh sách như vậy chúng ta đưa vào. Thì nó cung cấp cho chúng ta rất là nhiều cách, đúng không ạ? Cách copy paste, cách upload file hoặc là các cái dịch vụ khác. Tức là chúng ta có thể import cái dữ liệu context ở đây, tức là chúng ta hiểu đấy là các cái danh bạ liên hệ đấy, từ Google, rồi từ Salesforce, rồi Zendesk, những cái nền tảng khác. Tất nhiên là những cái nền tảng này thì ở Việt Nam cũng ít dùng, ở nước ngoài thì họ sẽ dùng phổ biến hơn. Chúng ta dùng phổ biến nhất là Google Docs đấy, và Google Context lấy ở trong email. Google Context làm như thế nào? Thì trong phần email của chúng ta có thể lấy cái phần contact như thế này. Sau đó chúng ta sẽ download cái toàn bộ cái dữ liệu contact này xuống. Nó sẽ có định dạng CSV và sau đó chúng ta tải xuống. Thì chúng ta upload nó vào đây thì chúng ta sẽ nhận được cái dữ liệu đấy. Vâng, và chúng ta phải thường xuyên xây dựng những cái danh bạ này. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta có được cái danh mục danh bạ khách hàng, đúng không ạ? Chẳng hạn khách hàng này là khách hàng mua quần áo, khách hàng này là khách hàng mua giày dép, hay là khách hàng này là khách hàng tham dự khóa học, hay khách hàng này là học email marketing, vân vân. Thì chúng ta phân loại nó ra để chúng ta làm. Đấy, thì sau đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy, đúng không ạ? Vâng, nó thông báo cái dịch vụ email của chúng ta đây. Và chúng ta sẽ có thể bấm download xuống. Đấy, chúng ta export nó ra. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây. Vâng. Sau khi chúng ta export ra thì chúng ta sẽ nhập vào đây. Như vậy là chúng ta đã xong phần xây dựng dữ liệu. Tất nhiên ý tôi muốn nói là tôi hướng dẫn rất là nhanh thôi. Thế còn việc xây dựng dữ liệu và data contact này chúng ta phải làm thường xuyên, làm hàng ngày. Và chúng ta cập nhật thêm nữa. Bởi vì các cái dịch vụ email marketing là một cái dịch vụ mà rất là tốt để chúng ta có thể bán hàng và tăng được chuyển đổi.